Hello, chào mọi người. Wow, đợi quá lâu rồi. Winx phần 2. Nhưng mà trước đó thì một cái thông tin cho rất là vui cho các bạn. Thì nhân dịp chiếc Winx này sắp hoàn thành và một cái siêu phẩm khác cũng đã hoàn thành, tôi đã quyết định là tối ngày mùng 5 tháng 7 này, tức là tối ngày Chủ nhật vào lúc 6 giờ, tôi sẽ lên cái video. Và trong cái video đó tôi có 12 món đồ và tôi tặng cái voucher trị giá tới 10 triệu. Ồ, dữ chưa? Có nghĩa là sao? Không tốn tất cả các bạn nào tham gia là không tốn bất cứ cái gì hết. Chỉ việc tham gia trò chơi và phần quà là cái voucher các bạn có thể nhận được nhỏ nhất là 50 và thậm chí cao nhất là 10 triệu. Nó có 50, 500, 1 triệu, rồi 2 triệu, 4 triệu, 8 triệu, 10 triệu, có đủ. Thì cái thể lệ như thế nào thì vui lòng hãy chuẩn bị cái video, coi cái video vào ngày Chủ nhật lúc 6 giờ nha. Đó là một cái ngày mà tôi cũng sẽ lên một chiếc siêu phẩm khác mà nó lại kèm luôn cái game show vui vui nhỏ nhỏ đó. Rồi bây giờ bắt đầu tới cái phần 2, Winx độ từ thiện. Wow, nhiều bạn hỏi là vì sao cái thời gian cái xuất hàng nó cứ delay mãi. Vì một cái sản phẩm mà ở cái lò độ như mình mà độ á, thì đầu tiên phải nói là còn phải suy nghĩ đến khách hàng. Có nghĩa là trong quá trình làm sale này, rồi có khách hàng tới làm cái này làm cái kia, rồi gặp dịch Covid, rồi nhân viên này nghỉ, nhân viên kia nghỉ, khiến mọi thứ, những cái dự tính của mình nó kéo dài. Chưa kể những cái mảng liên đới nó cũng bị chậm chạp, như là CNC, làm carbon, ABCD các kiểu. Nhưng mà không sao, miễn là nó có ngày hoàn thành. Ở cái bộ dạng này thì chỉ cần 10 ngày nữa, những cái món mảnh ráp cuối cùng, những cái mà chỉnh chu chi tiết sẽ có đủ, và khi đó nó sẽ được hoàn thành. Và các bạn biết không, giá tiền của chiếc xe này sau khi độ là chưa tới 300 triệu. Wow, quá dữ, chưa tới 300 triệu. Xe thùng sát 50 và độ full đồ. Còn chi tiết như thế nào ngày hôm đó thì mình sẽ có cái video cuối ở cái phần 3, đó chính là cái phần hoàn thiện đó. Thì hiện giờ đây là cái phần 2, khi mà mình sẽ show cho các bạn xem những gì mà nó đã được lên. Rồi, đầu tiên là một cặp hộp Showa BFF. Cặp hộp Showa BFF này là của ZX10R. Và mình thì mình thích cái style, nó gọi là cái gì ta, style Rossi á. Rossi nó cũng là một người mà mình hâm mộ, con mình cũng hâm mộ. Thì cái style Rossi nó là cái gì? Đó là style bất đối xứng, có nghĩa là trái kiểu, phải kiểu. Vì thế nên nó quyết định là mình thửa một cây phụ bên phải có cái bình dầu đỏ, nấm đỏ. Và cái phụ bên trái thì mình chơi là bình dầu xanh, nấm xanh. Nè, để mà làm được điều này có nghĩa là ta phải hy sinh hai cặp phụ, chỉ để lấy mỗi cây phụ một cây thôi. Tại vì trong đây nó có khí, mình không thể nào tháo ra đem si được. Mình tháo ra đem si là nạp khí không được, vì tiêu chuẩn mà nạp khí cái bình này á thì chỉ có nước ngoài nó có dụng cụ chuyên dụng thôi, và để mà tự làm cái chuyện đó thì nó rất là phức tạp và tốn kém. Rồi đầu tiên đó là hai cái cục ZX10 đời mới nhất và BFF, và sau khi mình được cắt ngắn rút gọn thì có một số điểm mình còn phải chỉnh chu nữa. Thì đây chỉ là một cái demo, trong cái những phần còn lại là sẽ chuẩn bị ráp đầy đủ. Thì nó thiếu cái gì? Nó thiếu full dạng ốc titan, có nghĩa là toàn bộ trên xe chỗ nào mà ốc được là đổi thành titan hết. Thứ hai là chỉnh chu những điểm như là cốt bánh hay là gì đó, làm cho nó sáng đẹp lại hết. Tại vì trong quá trình mình độ thì dĩ nhiên nó sẽ có hơi bị chày xước hay gì đó, rất là chuyện bình thường, ai độ cũng vậy. Thậm chí mà máy móc mình để yên thì bụi bặm phải vệ sinh sạch sẽ là hết. Rồi thì đập vô mắt các bạn đó chính là cặp vỏ. Đầu tiên là mình đã sắm cho nó một cặp vỏ mới, cặp vỏ Continental, trước là size 120, sau là 190. Như hồi xưa mình cũng đã nói rồi, mâm của nó là mình sử dụng cái hãng này, Carreroza của Ý. Và cái mâm này nó là bản CNC nguyên khói nha. CNC nguyên khói có nghĩa là gì? Là nguyên cái tảng nhôm đặt nén, nó chạy máy chạy, cuối cùng phải được cái mâm. Vì thế nó rất là mắc. Một cặp mâm như thế này mình đã tốn hết 60 mấy triệu để cho nó, cả tiền ship, tiền thuế. Và cái cặp mâm này đặc biệt hơn cái gì nữa, đó chính là cặp mâm trước với sau á cùng một kiểu nhưng khác màu. Wow, cái này gọi là hàng đặt, nó lấy về riêng nên nó hơi khó và nó lâu. Thì như hồi xưa mình đã nói đó, mâm sau là đi màu đen,
Đây đi đĩa gaffer heo Brembo 2 bit và mình cũng lựa luôn con heo Brembo 2 bit mà cái bản của nó là màu vàng titan. Mình cái bản này rất là hiếm và mình gặp được rất là ít. Mình đã quyết định là mình thử cho nó. Rồi kế tiếp là phần gấp, đây là cái phần gấp R1. Đây là phần gấp R1. Nhôm sau khi mình đã xả hết nhôm mà mình đánh cho nó lên như là gấp GB. Đây là cái bộ gấp R1 vô ha. Canh nọ cái chuyện mà canh cái gấp làm sao mà vô cho nó hiệu quả và nó chính xác và phải nhúng êm đạt đúng tiêu chuẩn mà mình đề ra là mất khoảng 3 tháng trời đó. Chứ không có đơn giản đâu, chứ mọi người lúc đầu mình hơi chủ quan nhưng mà thật ra vô quá nhiều. Rồi cái kế tiếp các bạn đặt vô mắt là các bạn thấy nguyên cổ full titan hay mát ha. Bắt đầu là từ size 32 từ máy ra. Thì dĩ nhiên với một cái xác lớn như thế này thì không thể nào thiếu một cái cấu hình, nó gọi là cấu hình bô xăng lửa. Thì điểm đặc biệt nhất đó chính là cái bộ cổ bô xăng lửa này từ 32 chạy ra cổ 40. Từ 40 này vô bầu. Ồ. Bầu này là bên trong nó có nỉ. Bầu này tác dụng nó giống như là một cái để cho nó thoát, có nghĩa là khi mà khí mà lúc mà mạnh ra xuống đây nó sẽ giải tỏa áp lực ở đây sớm để cho cái máy mình nó thoát và sau đó nó mới sẽ đi ra bô. Và bô mình sử dụng nó là cái bô True Brother Carbon Full. Cái bản này là bản của Yamaha R1 và mình thử cho nó thì lát nữa sẽ quay phần phía sau. Bây giờ mình bắt đầu tiếp tới cái phần phía trước. Mọi người sẽ hỏi là vì sao mà khi mà chúng ta chơi những cái món đồ như thế mà mình vẫn còn xài lại bộ gác chân zin. À, không phải là không có tiền để mà làm, mà cái này là mình làm để mà phục vụ người chủ xe. Và người chủ xe nó đã có rồi. Chủ xe nó đã có quyết định từ đầu năm nay. Và không ai khác đó là người các bạn đã từng biết. Thôi nhưng mà thôi tôi không nói, không cần mấy nữa. Thì anh chủ xe đó rất là đam mê xe của ta. Nhưng mà có một cái là anh chịu nóng dở. Và cái thứ hai nữa là anh không muốn chạy nó không thoải mái, ngồi cái thế không thoải mái. Vì thế mình quyết định là để lại bộ gác chân zin. Đi cái bộ gấp độ nhưng mà đi gác chân zin cái đó là khó xử lý lắm, phức tạp. Nhưng mà không sao vẫn xử lý được. Thì đây là cái bộ gác chân zin. Thì khi mà ngồi lên xe nó sẽ có cái tư thế rất là thoải mái, chạy như zin thôi. Mà như các bạn, như mà nói chung là một cái đỉnh cao của độ xe á, là làm sao cho cái người mà chạy chiếc xe độ full á, người ta cảm thấy thoải mái. Thoải mái cái đã. Chứ cái xe lên mà độ quá mà chạy nó khó chịu, ngồi ở gác chân sau là khó chịu, nó không cập. Đầu tiên là phải ngồi thoải mái. Cho người ta hay đi xa, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt hay gì, muốn đâu là phượt, chỉ cần có tiền đủ đâu sao. Và kế đó, người ngồi sau cũng phải thế, phải thoải mái. Nên vì thế nên mình đã quyết định là mình sẽ để phần yên là zin và gác chân trước, gác chân sau hai bên là zin hết luôn. Bắt vô là không chêm không gì hết, là canh fit như zin. Đây các bạn có thể nhìn thấy ha, toàn bộ bắt fit vô y như zin. Mình nâng cấp cho nó hệ thống thắng thì dĩ nhiên không thể nào thiếu một cái bên đập Brembo Racing bình dầu liền. Đi kèm với nó là dây giỏ có sợi tô bấm nguyên sợi và bắt theo kiểu thế ha, để sau gaffer heo Brembo hai đứt đó sớm. Còn qua tới phần phía trước, mình đâu quyết định là mình quất cho nó một cặp đĩa. Nhưng mà ở phần heo phía trước này á, nó có cái vấn đề nè. Đối với đây là một chiếc xe chỉ 150 phân khói và đi bô xăng lửa. Và sau khi mà lên hết những cái này thì tốc độ tối đa nó cũng chỉ lên tới khoảng 120-130. Chúng ta sử dụng một cặp heo M40 thì nó thiệt là nó quá dư lắm. Và thậm chí nhiều khi nó sẽ còn cái nó gọi là hơi bị gắt. Nên vì thế nó sẽ có một cái tuyệt chiêu nữa. Đó là tuyệt chiêu làm cho con heo ít ăn bố lại. Thì cái tuyệt chiêu này hồi xưa là mình sử dụng trong cái phần mình biểu diễn để mình khống chế cái lực thắng. Tại nhiều khi có khi là mình xài con heo 4 bit thì nó quá dư, 2 bit thì nó quá yếu. Nên làm sao mà cái lực thắng của nó khoảng cỡ cỡ lưng lẫn ở giữa. Thì cái cách kế tiếp đó chính là phay. Phay phần bố thắng, có nghĩa là phần mảng bố thắng là nó dài đúng không. Chúng ta sẽ phay bỏ 30%, 50% hay gì đó tùy vào cái lực. Và ở cái xe này á thì mình đã quyết định là mình bỏ bớt 50% bố thắng mỗi bên. Điều đó có nghĩa là cái gì? Chúng ta sẽ vẫn có đủ hai heo. Bố thắng giảm đi thì cái lực ma sát trơn khi mà quay không xài nó sẽ ít đi. Xe nó sẽ mướt hơn, nó nhẹ hơn, có thể là gia tốc, ga mắt nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên cái lực thắng nó vẫn sẽ đủ và dư sức cho cả hai bên. Tại vì chúng ta xài tới 8 bít tông lận. Và ở một cái bộ như thế này thì mình bảo đảm rằng cho dù có chạy một xị 2 hay gì nữa mà có hệ ABS như thế này xuống rồi thì không vấn đề gì phát sinh cả.
muốn siết là cứ siết là thoải mái. Đấy, đấy là một cái chiêu trò mà mình đã sử dụng với đây rồi, nên cái phần mà các bạn có thể chú ý là mình chỉ cho nó ăn đĩa cũng vậy, mình chỉ cho ăn 50% đĩa thôi. Rồi kế tiếp là mọi người sẽ bắt đầu nhìn lên trên đây thì chúng ta sẽ bắt đầu sẽ thấy những cái gì đó màu xanh xanh đập vào mắt các bạn. Đây chính là một carbon xanh nha mấy bạn, carbon xanh dương. Đây mời camera sẽ tiến vào thì mình chỉ mới cho lộ diện cho các bạn thấy một số món này thôi, còn tổng thể thì dĩ nhiên đợi chờ mới là hạnh phúc. Carbon xanh dương phía trước, phía sau màu đen, xanh dương và đỏ. Như vậy là các bạn có thể thấy rằng cái chiếc xe này thì chưa gì ở những cái món đồ carbon nó đã có ba cái tông màu, tông màu đỏ, tông màu đen và tông màu xanh dương. Đỏ xanh đen, cái màu nếu mà ai mà chơi Honda rành thì sẽ bắt đầu liên tưởng tới một cái dòng tem của Honda, một cái dòng tem của Honda nó rất là lừng danh với những chiếc xe đua. Rồi bắt đầu mình có thể qua bên đây ha, nên mình sẽ nhìn bên đây. Thì ở đây chỉ là một sợi sơn cũ thôi, mình chỉ là lắp tạm cái sợi sơn này vô để mình canh bánh các kiểu thôi, chứ nó không có vấn đề gì cả. Khi mà mình sử dụng thì dĩ nhiên mình sẽ phải thay sợi xin xịn cho nó rồi. Dĩ nhiên là một sợi dây chuyền vàng rất là thứ dữ, còn đây chỉ là một cái phần để mà mình gắn cạnh thôi. Còn cái điểm nữa, mấy bạn sẽ nói wow, xe đội như thế này mà làm sao anh vẫn còn giữ được cái chống đứng hay vậy? Thì chống đứng đó là một câu chuyện mà phải căng với lại cái bộ gắt. Thì khi mà một chiếc xe mà độ nó sẽ rất là phiền phức khi mà nó không có chống đứng mà nó chỉ có chống nghiêng, chạm mô tô nó ghét thế vậy á. Nó không có chống đứng mà nhiều khi mỗi lần đi đâu nó xài kích rất là cần. Nhưng mà vì mình sử dụng cái bộ gắt R1 này nên mình đã quyết định là mình sẽ vẫn giữ cái chống đứng và mình sửa lại một số chi tiết của nó để làm sao mà khi mà chúng ta sử dụng chống đứng vẫn xài được trên xe mà không cả không cấm. Đây cũng là nhức đầu á. Sau khi canh chỉnh hoàn chỉnh thì bây giờ xe đã hoàn thành, còn cái chống nghiêng thì đang bỏ sơn. Vì chống nghiêng cũng phải xử lý, vì khi mà gắn cái bánh này lên thì cái chiều cao của xe nó sẽ cao hơn tí xíu. Đấy. Rồi, bây giờ thì công đoạn cuối cùng chính là công đoạn mà đợi cái phần dàn áo lộ diện. Và khi mà dàn áo lộ diện hoàn thành thì nó sẽ là cái phần cuối, là phần 3. Thì tôi chỉ tiết lộ tới đây thôi. Rồi, mọi thứ còn lại hãy trông chờ vào phần 3. Chào mọi người, kỹ sư Hàm.